nay là ngày mình đưa con gái mình đi biểu diễn show đầu tiên nha. Con qua thua thầy đi. Con lên sân khấu con thua thầy đi. Leo lên lại khoanh tay thua thầy đi thẳng lên trường bé. Hôm nay thua thầy đi. 19 Cả Tú, 20 là Thu Trúc, 21 là Hương Ly, 22 là Mộc Thi, 23. Chíp ơi, Chíp à, chào mọi người. Hello mọi người, lớn lên. Chào mọi người, bữa nay mình đi học người mẫu đấy. Bữa nay con đi đâu? Bữa nay mình đi học người mẫu. Được không? Nói thôi kìa. Rồi nói đi. Mình đi học người mẫu đã nhiều. Mình sẽ học để mình nhớ, không thôi mình quên. Trời ơi, ghê chưa? Mọi người nhớ không? Mọi người nhớ đăng ký và ủng hộ kênh của mẹ Hương. Mọi người nhớ đây nha mấy chị ơi, hôm nay là Chip sẽ có một buổi biểu diễn đầu tiên ở đây nha. Quay kỳ hơn người đẹp. Bây giờ là đang trong lúc đợi tập duyệt. Chị tờ giấy cho mẹ chụp đi. Ngồi gì? Vô. Ngồi giống nãy được á. Ngồi giống nãy đẹp á. Mà nghiêng qua nữa. Quay qua. Đúng rồi. Đang chụp nè, làm gì vậy? Một hồi con lên con cũng phải diễn tự tin nữa. Chứ không chụp hả? Cái gì? Hả? Chụp mà ngồi tướng không có sao kiểu không sao mà chụp. Chíp ơi. Đâu rồi? Đi ngồi nón vòng rồi. Trời đất ơi, thiệt đó. Đây đây. Đi dầm nữa đi. Đây đây. Nữa đây. Rồi được rồi con. Giỏi quá. Cái tài sao? Chân quay lại đầu kiểu. Ngược rồi. Chờ mà nhấn xíu. Từ từ thôi. Đầu kiểu. Thầy dạy cái chân sao? Chân kia 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 sao? Chíp à. Chíp kìa. Học trường lên đó. Học trường ngồi đợi nè mấy chị. Trời đất ơi. Buổi diễn đầu tiên của con gái em. Con gái Chíp. Đó mấy chị thấy xa xa có cái xào đó không? Là đồ của mấy bé chuẩn bị mặc diễn mấy chị. Nó đẹp xuất sắc luôn. Đây là cái hậu trường mà Chiếc sẽ lát sẽ biểu diễn, sẽ quay luôn cho mọi người coi cái màn trình diễn của Chiếc nha. Emily. Không được, no. Nha. Emily nè, cái lâu mọi người nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời nhìn mấy bạn nít ngồi tội nghiệp mấy chị, mấy cái ngồi nè. Rất nhiều bạn nè. Hậu trường lê lết lắm chị ơi. Xa xa nè chị, em quay mấy chị lớn rồi chứ mà bé tí. A few moments later. Makeup rồi nè, Emily. Cười đi, cười với chú chụp quay phim. Bé làm cho không ạ? Rất nhiều bé xinh. Em xách đồ về hết đi rồi. Rồi hết rồi.
chào đón nhà thiết kế Nhất Khương với Chris Buskill. Nhất Khương sẽ thay mặt tất cả chúng ta gửi gắm đến các bé yêu sự yêu thương, lời chúc ngọt ngào ấm áp, và đó chính là lời chúc hạnh phúc trong mỗi gia đình của mùa Giáng sinh.